Trong những năm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã phối hợp hỗ trợ Thành hội và Chùa Phật Tích mở các lớp dạy tiếng Lào, tiếng Anh và đặc biệt là tiếng Việt cho con em kiều bào trong các năm 2018-2020. Với mục đích là giúp cho con em kiều bào luôn duy trì ngôn ngữ mẹ đẻ và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Sau một thời gian bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19, ban tổ chức đã mở lại lớp dạy tiếng Việt phục vụ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lào. Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa. Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức đã cắt băng khai trương tủ sách tiếng Việt phục vụ bà con kiều bào và các bạn Lào. Ngay sau lễ khai giảng, trong căn phòng nhỏ tại khuôn viên chùa Phật Tích, cô và trò đã bắt đầu làm quen với những chữ cái đầu tiên. Lớp học được tổ chức 3 buổi một tuần và kéo dài 3 tháng. Học viên tham gia khóa học sẽ được truyền thụ đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kết thúc khóa học, ban tổ chức sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả và cấp giấy chứng nhận cho học viên sau khi hoàn thành khóa học.